Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm trà hồng sâm dòng quân đến từ Hàn Quốc Thưa các bạn, đối với những tín đồ mà thích hương vị sâm của Hàn Quốc thì đây chắc chắn là một trong những sản phẩm chúng ta không thể bỏ qua và dòng sản phẩm trà sâm này không chỉ giúp cho chúng ta là cung cấp nước, cung cấp dưỡng chất cho cơ thể mà trà hồng sâm này còn được biết đến với công dụng là hỗ trợ giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi lên trí óc của chúng ta hay là tăng cường sức đề kháng, cung cấp vitamin hay là các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt đối với những người mà cơ thể thường xuyên là ăn không ngon cũng như là không ngủ không sâu giấc thì khi sử dụng sản phẩm trà hồng sâm này sẽ giúp cho các bạn được ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, đồng thời là hấp thu thức ăn tốt hơn. Sản phẩm trà hồng sâm này là một trong những sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng bởi không chỉ bởi công dụng của nó mà còn ở là hương vị thơm ngon cũng như là thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng. Và đúng như cái tên, trà hồng sâm thì với chiết xuất chính là từ hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc và được thiết kế theo dạng túi nhỏ như thế này thì rất tiện lợi cho chúng ta mỗi khi mà đi du lịch xa hay chúng ta đi công tác xa và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng với một gói trà hồng sâm nhỏ như thế này có những công dụng gì thì hãy nghe kỹ những uh, hướng dẫn sau đây của Kiều Anh nhé. Trà hồng sâm Jeongwon cung cấp năng lượng tức thời, giúp phục hồi cơ thể mệt mỏi do vận động thể dục thể thao hay làm việc nhiều. Trà hồng sâm Jeongwon còn giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng bồi bổ cơ quan, giúp ăn ngon miệng hơn. Trà hồng sâm còn được biết đến là còn có khả năng là giảm stress, căng thẳng mệt mỏi đầu óc, thiếu tập trung trong học tập cũng như công việc, giúp trí não tỉnh táo. Sản phẩm cũng giúp ngăn ngừa lão hóa, lưu thông khí huyết, giúp da rẻ hồng hào hơn, giảm rụng tóc. Sản phẩm này còn được biết đến với công dụng giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh tuổi già, từ đau, ốm vặt, mỡ máu, tiểu đường hay huyết áp, ung thư. Sản phẩm còn tăng sự tuần hoàn máu não và tính miễn dịch, chống sự gia tăng cholesterol xấu và sơ cứng động mạch, kích thích ăn ngon, ngủ tốt vâng như vậy thì có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm trà hồng sâm riêng won mang lại đối với người sử dụng đúng không ạ và quan trọng hơn hết sản phẩm trà hồng sâm này khi chúng ta sử dụng nó còn mang đến một vị thanh vô cùng tuyệt vời khi chúng ta uống vẫn còn động lại vị ngọt ở nơi cổ họng và sản phẩm này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi ạ. Mỗi ngày thì các bạn hãy dùng cho Kiều Anh từ 1 cho đến là hai gói trà hồng sâm như thế này. Và chúng ta có thể là pha với nước ấm một chút để đảm bảo độ hòa tan của nó được hoàn hảo hơn. Và khi mà sử dụng thì các bạn có thể là kết hợp một chút thêm mật ong hoặc là đường để giúp tăng vị ngọt cũng như là khiến cho chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn và sản phẩm này thì khi sử dụng thì các bạn có thể sử dụng thay nước uống hay là thay trà hàng ngày để mang lại cho chúng ta được sức khỏe tốt nhất cũng như là những công dụng tuyệt vời như kiểu anh vừa chia sẻ trên đây à, tất nhiên rồi để mua được dòng sản phẩm tốt và chất lượng thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành cho dòng sản phẩm trà hồng sâm Jongwon đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.